12 tiếng đồng hồ sau khi đám cháy lớn ở phía đường Moran xảy ra vào tối ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 9, bên trong khuôn viên thương xá Phước Lộc Thọ, sinh hoạt buôn bán hàng ngày có vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Từ sáng sớm ngày 13 tháng 9, hàng rào bao quanh khu xảy ra hỏa hoạn được mở ra để lính cứu hỏa chữa cháy vào tối ngày hôm trước đó đã được dựng lên trở lại. Mặt tiền của khu vực có ghi số 15131 trên đường, gần mái màu xanh lá cây, kiến trúc có góc hình vuông như chợ Bến Thành ở phía đông của khuôn viên thương xá. Sau góc này, hai ba khung cửa kiếng là nơi ngọn lửa bốc lên hôm trước. Ở phía ngoài có một nhân viên an ninh canh gác, giữa bãi đậu xe là một thùng lớn chứa rác rưởi và bê tông vụn, không rõ có phải là những gì còn lại đêm qua hay không. Con đường nhỏ dẫn ra phía nam là đường Bishop. Hàng rào có nhiều bảng hiệu của các cửa hàng trước đây hoạt động ở trong khu của tòa nhà. Đằng sau của hàng rào là cửa vào nhà hàng Bồ Đề bán thức ăn chay, nay đã dọn đi nơi khác. Cửa này dẫn đến khu vực nghe kể được làm khu bán thức ăn. Vị trí của đám cháy là khoảng giữa của khu vực này. Ông Cao, một nhân viên cho biết làm tại thương xá, chỉ vào khu có đám cháy nói, công trình là food court này dự tính sẽ hoàn thành vào đầu năm tới. Nghe nói là nhân viên công lực đang điều tra, không biết là nguyên do nào gây ra hỏa hoạn, vì giờ đó là ai cũng đi làm về rồi. Được hỏi là có biết rằng tối hôm trước có đám cháy sát vách xảy ra hay không, thì đa số những người có cơ sở bên trong thương xá đều không biết. Ông Genton, 56 tuổi, cư dân của Fountain Valley, cho biết, có cháy à? Tôi không biết, sát ngay bên kia hả? Có ai ở trong không? Cháy thì ai mà chẳng sợ, nhất là nghề kim hoàn như chúng tôi. Có cháy thì vàng bạc sẽ nóng chảy hết còn gì. Tôi ở đây 26 năm chưa bao giờ có chuyện cháy xảy ra. Tôi biết thì cũng nên đề phòng, ông nói thêm. Bà Hương Võ đứng gần lên tiếng, may mà có người gọi lính cứu hỏa sớm, ban ngày có đông người chắc không tránh được hỗn loạn. Một bà giấu tên ở tiệm vàng Phước Lộc Thọ góp ý, có cháy là tôi lấy bao bố hốt hàng để chạy cho nhanh. Đương nhiên là sợ thấy mồ. Bà Kim Thọ nói, tôi chỉ sợ có cháy mình chạy không kịp. Một cô tiệm vàng Ngọc Phú cho biết, mới 7 giờ sáng nay, bạn tôi đọc báo mới biết là gọi qua hỏi tôi có sao không. Nhờ nói là tôi mới biết là đêm qua có đám cháy. Trước đó, phóng viên cũng để lại cho ban giám đốc điều hành thương xá Phước Lộc Thọ để yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật về thiệt hại do đám cháy hay là chi tiết về khu dành cho food court, nhưng đến khi báo lên khuôn không thấy hồi âm. Sở cứu hỏa và cảnh sát Westminster cũng không cho biết thông tin gì thêm vì cuộc điều tra đang tiến hành. Vào tối ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 9, ngay sau khi đám cháy xảy ra, toàn bộ khu vực phía đường Moran bị phong tỏa và ít nhất có 8 chiếc xe cứu hỏa cùng nhiều lính cứu hỏa và xe cảnh sát tham gia dập tắt đám cháy này. Khoảng 10 giờ 15 phút tối, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn, ông Steve Hurdle, chỉ huy trưởng của Sở Cứu hỏa Orange County, OCFA, cho biết có 8 chiếc xe cứu hỏa loại lớn và 3 chiếc loại nhỏ tham gia dập lửa. Các xe chứa lửa thuộc Westminster, Fountain Valley và OCFA cùng làm nhiệm vụ. Vẫn theo của lời ông thì không có ai bị thương hay là thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Nhiều người dân đi đường không khỏi sốc khi chứng kiến màn đánh ghen kinh hoàng giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa, khi một cô gái trẻ bị lột đồ trần truồng, đổ ớt bột và nước mắm lên người. Đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nắm được thông tin vụ một cô gái trẻ bị một người phụ nữ đánh ghen, sau đó đổ ớt bột và nước mắm lên đầy người. Vụ đánh ghen đã được giao cho công an phường Lam Sơn, nơi xảy ra sự việc, lập biên bản để điều tra làm rõ. Trước đó, nhiều người dân trên phố Cao Thắng thuộc phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, thuộc tỉnh Thanh Hóa, đã tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng này. Vào thời điểm một cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen dã man giữa đường, sau đó lột sạch đồ rồi đổ nước mắm và cả bọc bột ớt lên người cô gái.
Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường không ai dám vào can ngăn, để mặc cho cô gái không có quần áo trên người, để cho những người phụ nữ hành xử. Sau màn đánh ghen kinh hoàng, những người phụ nữ trên đã bỏ đi. Cô gái được đưa lên xe taxi chở tới nhà thương để cấp cứu. Chúng tôi đang giao cho đội tổng hợp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, phía công an phường Lam Sơn có trách nhiệm là tìm được người bị hại, vì người này sau khi bị đánh ghen có thể do họ bị xấu hổ hoặc là do bị đe dọa nên là chúng tôi chưa mời lên được. Sáng nay chúng tôi cũng sẽ triệu tập người đánh ghen lên để mà làm việc, theo đại tá Phương thông tin như thế. Chỉ còn vài tuần nữa là vợ chồng con sang định cư tại Mỹ. Em con bảo lãnh từ ngày nạp hồ sơ cho đến ngày đi, mất gần 15 năm. Thời gian đầu con không suy nghĩ gì cả đến chuyện đi, bởi lẽ nó quá vời vợi. Chờ lâu quá con đã kết hôn, dù là biết rằng việc kết hôn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hồ sơ bảo lãnh. Những năm đầu thì sợ ảnh hưởng thêm đến việc bảo lãnh nên kiêng cữ để không có con. Những năm sau khi sự chờ đợi quá mòn mỏi và muốn có con thì lại không còn cơ hội để có nữa. 15 năm qua, khi thất bại thì con muốn đi cho rồi, khi thành công thì lại không muốn ra đi. Tuy nhiên dù muốn đi hay là không muốn thì cũng chỉ là ý của mình, nó đâu có thay đổi gì đến chuyện tòa lãnh sự gật đầu hay là không. Tội cho em và mẹ của con ngày đêm trông ngóng. Mới năm ngoái khi lãnh sự phỏng vấn, không biết ma đưa quỷ lối thế nào mà những câu trả lời của con bị lãnh sự từ chối hồ sơ. Tụi con đau buồn một, nhưng mẹ và em con đau buồn hai. Con có thưa với mẹ đừng buồn vì vợ chồng con cũng ổn khi ở Việt Nam. Và lại hai vợ chồng đâu có con cái gì. Đi là cho tương lai của con trẻ, chứ hai vợ chồng gần 40 rồi. Đi hay ở cũng thế thôi. Nhưng lời trấn an đó như là nước chảy qua cầu. Mẹ và em con vẫn tận nhân lực trong việc tranh đấu cho con đi. Em con còn đi tìm gặp luật sư và tốn rất nhiều tiền để có kết quả ngày nay. Khi báo tin, em con đã khóc trong điện thoại. Nhưng khốn nỗi, lòng con lại phẳng lặng. Có lẽ là sự chờ đợi nó bào mòn tâm thái con. Con không muốn thay đổi nữa. Một năm sau ngày bị từ chối, con nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đi. Nên con đã gom góp tiền mua một mảnh đất ở cách Đà Lạt 70 cây số. Con muốn vợ chồng lên đó sống xa lánh chốn náo nhiệt của Sài Gòn. Con muốn xây một căn nhà nhỏ, tự trồng rau nuôi gia súc, sống bình an trong những ngày còn lại của đời người. Nay con đã 40 tuổi. Con đã quyết chí như thế nên khi có giấy tờ đồng ý của tòa lãnh sự gửi về, lòng con rừng rưng, nguội lạnh. Con muốn vé đi chỉ một tháng và về Việt Nam lại, sẽ lập nghiệp ở đây luôn. Mẹ và em con buồn lắm, gia đình đã chuẩn bị hết cho vợ chồng con, kể cả việc làm và nơi ăn chốn ở. Chung quanh ai nghe chuyện cũng chửi con ngu. Đã từ chối điều mà hàng triệu người không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới mơ ước. Con chẳng biết nữa mình đúng hay sai, ở lại có phải là một quyết định sáng suốt không? Con nghe nói là bên Mỹ đã bỏ Obamacare. Của con thì bị bệnh đủ thứ trong người. Con chọn vùng núi rừng để sống vì muốn vợ con hít thở không khí trong lành. Đọc thư của anh thấy trong lòng anh rất phân vân nên đi hay ở. Anh cuộc sống vợ chồng anh luôn vui hay là sướng khổ? Và cô nhà là người chịu trách nhiệm trực tiếp, cha mẹ hay là anh em cũng chỉ là giai đoạn nhất là đời sống bên này, chỉ có thể nay mai thăm hỏi nhau là tốt lắm. Không nghe anh nói đến ý của cô nhà, nếu anh cảm thấy chưa dứt khoát vẫn còn vấn vương thì rất dễ anh ạ. Đi thì khó chứ về thì dễ. Anh và cô nhà cứ theo giấy tờ qua đây, coi như là du lịch vài tháng, tai nghe mắt thấy cuộc sống như thế nào, rồi quyết định cùng nhau cũng không muộn phải không? Trong cuộc sống mọi người, sự chờ đợi luôn luôn làm cho chúng ta mất kiên nhẫn. Cảm giác háo hức, mong muốn có được điều gì đó sẽ vơi bớt đi. Ta thường có suy nghĩ lại, băn khoăn, nghĩ là mình còn cần không? Điều đó có tốt cho mình hay không? Vấn đề là làm trăn trở liên quan đến việc em được gia đình bảo lãnh. Và đây là việc rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn với người trong cuộc. Ra đi cũng đồng nghĩa với vợ chồng em chấp nhận một cuộc sống gần như là khác biệt với cuộc sống quen thuộc cũ. Phải mạnh mẽ tự lực đi học, đi làm để từng bước thích nghi với nếp sống mới, nếp suy nghĩ mới. Thật khó để nói nên hay là không nên
vì còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Có người thấy tốt vì thấy mình có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ ở một xứ sở văn minh, phát triển. Còn có người thì thất chí vì thấy quá khó khăn để mà tồn tại, họ không thành công để có cuộc sống mong muốn. Thời gian 15 năm chờ đợi quá dài, bào mòn tâm thái em. Em đã có một cuộc sống chậm chạp, không dám sống hết mình. Kết hôn trễ, không dám có con. Tất cả là chỉ vì sợ ảnh hưởng tới việc bảo lãnh. Nhưng thời gian cứ trôi đi không chờ đợi. Em phải lo sắp xếp cuộc đời của mình thôi. Bây giờ việc bảo lãnh đã thành công, sau bao khó khăn trắc trở, nhưng em lại thấy lòng mình nguội lạnh, hững hờ. Em thấy mình vẫn ổn nếu không đi, nhưng thấy thương mẹ. Và em đã bỏ bao công sức lo cho mình, họ sẽ buồn biết bao khi mình từ chối không đi nữa. Em hãy bàn với vợ xem là hai vợ chồng có đủ nghị lực chịu đựng làm lại từ đầu hay là không. Đây sẽ là cuộc sống của chính vợ chồng em, không mong chờ sự bao bọc chở che của bất cứ ai. Nếu như là vợ chồng em vẫn chưa thể quyết tâm dứt khoát thì tạm thời đừng thay đổi gì cả, nhà cửa, công việc. Hãy đi giống như là đi du lịch thăm mẹ và em, sống thử vài tháng, vài năm xem mình có thể thích nghi được hay không. Không quá lạc quan hay là bi quan, tự mình đánh giá, cảm nhận và vợ chồng em sẽ có câu trả lời thích hợp hơn. Chúc cho vợ chồng em luôn lạc quan, hạnh phúc với những điều quyết định của mình. Mạch dọn sạch bờ sông Saint Denis tại thành phố Anaheim khiến cho rất nhiều người vô gia cư sống tại bờ sông này phải dọn đi. Nhưng họ không biết là phải đi đâu, theo tin báo của mạng Voice of OC. Một phụ nữ vô gia cư giấu tên cho biết, chúng tôi không có kế hoạch gì hết, có một số người thì nhận được trợ giúp, như người bạn ngồi xa lăn của tôi. Còn nhiều người thì không ai giúp hết, chúng tôi không thể nào tự nhiên mà biến mất được. Giờ tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Đã có nhiều người dọn đi rồi. Bà còn cho biết là sợ đợi đến lúc người bạn ngồi xa lăn đi rồi, bà sẽ thu dọn và tính đường đi đâu. Hầu hết là một thành phố ở Orange County đã áp dụng luật chống dựng trại. Vào ngày 22 tháng Giêng, cảnh sát Orange County đi đến từng lều của các cư dân homeless tại bờ sông để mà kêu gọi bắt đầu thu dọn. Một cảnh sát viên nghĩ rằng sẽ phải mất vài tuần để dọn sạch bờ sông này. Một cư dân tại khu trại cho biết, những người ở đây đang rất cảnh giác vì sự hiện diện của cơ quan công lực và giới truyền thông. Giới báo chí muốn phỏng vấn một số người để hiểu thêm về sự việc, nhưng không ai muốn trả lời. Không muốn nói tên và có nói thì cũng chỉ là một ít thông tin. Sau khi thu dọn hành trang, những người vô gia cư ở khu trại gom quét dọn rác thành từng bãi gọn gàng. Và một số người khác thì chỉ cầm theo những thứ cần thiết như là thức ăn, túi ngủ và đồ dùng vệ sinh. Rồi bỏ lại hết mọi thứ. Tôi nghĩ cứ dọn đi từ từ thì sẽ ổn thôi. Chuyện đâu thì tôi tính tới đó. Vì không có kế hoạch gì hết. Còn các thành phố thì không muốn chứa người vô gia cư, một ông cho biết như vậy. Theo Voice of OC, ông chỉ mới vừa dọn xong lều của mình hôm thứ Bảy để không phải đụng độ với cảnh sát trước khi họ mạnh tay hơn. Ông đang có ý định đi đến khu trại người vô gia cư ở tòa thị chính Santa Ana nếu còn chỗ. Trong những ngày cuối tuần vừa qua, chỉ có một chiếc xe cảnh sát tuần tra khu vực trại này. Cảnh sát viên Don Barnes cho biết sở cảnh sát sẽ nhả tay trong lần đuổi người vô gia cư này. Chúng tôi đâu thể nào mà kéo một lực lượng cảnh sát đến để những người ở đây đi trong vòng 24 tiếng. Chúng tôi muốn những người đang trên bờ sông này tự nguyện dọn đi, ông Barnes cho biết. Tuy là những cư dân vô gia cư chưa biết là phải dọn đi đâu, nhưng họ đang nhận được sự giúp đỡ của vài tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức này đang khởi kiện Orange County để chặn việc giải tỏa khu trại trên bờ sông Santa Ana. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.